Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. 11 bí quyết rất đơn giản khiến bệnh tật phải khiếp sợ ít ai biết đến. Cơ thể khỏe mạnh, tuổi thọ được kéo dài là điều bất cứ ai cũng muốn. Vậy nhưng làm thế nào hay có những bí quyết gì để đạt được điều đó thì lại rất ít người biết. Dưới đây là công thức sống khỏe của quốc y đại sư nổi tiếng, bạn nên tham khảo. Video này là tổng hợp những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe quý giá mà bạn nên tham khảo sớm, áp dụng sớm để có thể lực sung mãn, tâm trạng cân bằng, tinh thần vui vẻ. 1. Một chiếc lược gỗ. Mỗi lần bạn rửa mặt, gội đầu hay rảnh tay chải đầu, tiện thể dùng lược chải 100 lần vào buổi sáng và buổi tối. Đây là cách có thể kích thích não bộ, thúc đẩy lưu thông máu và tăng cường chuyển hóa tế bào não. Khi chải tóc, tốt nhất nên sử dụng lược gỗ, chải trong vòng từ 10 đến 30 phút mỗi lần và dùng lực trung bình để làm cho da đầu cảm thấy nóng, bồng bềnh và hơi tê tê là được. Nếu bạn là người thuộc nhóm lao động trí óc, khi cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, bạn có thể nhặt chiếc lược lên và chải đầu. Những người thuộc nhóm bị các triệu chứng căng huyết áp, bệnh nhân bị xơ cứng động mạch và những người bị suy nhược thần kinh nên duy trì chải tóc và hỗ trợ điều trị giảm nhẹ tình trạng bệnh bằng cách kích thích các huyệt đạo trên đầu. 2. Hai lần vận động, tập thể dục, thể thao một ngày. Mỗi ngày bạn nên thực hiện theo nguyên tắc khởi động làm nóng cơ thể, tập thể dục hoặc chơi thể thao điều hòa để cân bằng cơ thể khoảng 2 lần trong một ngày, đồng thời nên tránh những nơi có chất lượng không khí kém. Khoảng thời gian phù hợp để tập thể dục là từ 9 đến 10 giờ sáng và từ 3 đến 5 giờ chiều. Không nên quá muộn, nên kết thúc bài tập 2 giờ trước khi đi ngủ. Không nên ăn quá no khi tập thể dục để không mang lại gánh nặng lớn cho tim mạch. 3. 3 cốc nước thiết yếu. Bạn có thể sẽ uống nước nhiều lần trong ngày, nhưng có 3 thời điểm quan trọng nhất để uống nước, đó là trước khi đi ngủ, tỉnh dậy giấc vào ban đêm, buổi sáng sau khi ngủ dậy. Trong 3 thời điểm này, hãy uống nửa cốc nước để làm loãng máu, ngăn ngừa tai nạn liên quan đến bệnh tim mạch và mạch máu não. Nhiệt độ của nước uống không nên quá nóng hoặc quá lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất là từ 10 đến 30 độ C. Uống nước nhanh với số lượng nhiều có thể gây ra ngáy hoặc đầy hơi. Cách uống nước đúng là cho một miếng nước vào miệng và nuốt nhiều lần để giữ ấm hoàn toàn cho miệng và cổ họng. 4. Thích nghi tốt với 4 mùa trong năm. Một trong những yếu tố ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe đó chính là sự thay đổi của thời tiết và khí hậu. Vì vậy, việc rèn luyện cho cơ thể thích nghi tốt với các điều kiện thời tiết là rất quan trọng. Điều bạn cần chú ý nhất là chuẩn bị quần áo trang phục phù hợp với điều kiện thời tiết để luôn để cơ thể được bảo vệ một cách tốt nhất. Tiếp theo đó là lên các thực đơn ăn uống sao cho phù hợp với tình hình thời tiết và sức khỏe của bản thân. Dựa vào sự thay đổi của thời tiết 4 mùa trong năm, bạn nên chọn các giải pháp chăm sóc các cơ quan cơ thể tốt hơn. Ví dụ như dưỡng gan vào mùa xuân, dưỡng tim vào mùa hè, dưỡng phổi vào mùa thu và dưỡng thận vào mùa đông. Trên cơ sở nền tảng là mùa xuân thì ấm, mùa hè nóng, mùa thu khô hanh và mùa đông lạnh giá. 5. Massage bấm 5 huyệt quan trọng vào buổi sáng và buổi tối. Bạn nên dành thời gian chăm sóc cơ thể mình một cách hiệu quả, đơn giản bằng cách xoa bóp bấm huyệt. Đây là 5 huyệt vị có tác động lớn đến sức khỏe tổng thể. Mỗi huyệt vị bạn chỉ cần day bấm từ 2 đến 3 phút là đủ. 1. Huyệt bách nội trên đỉnh đầu. 2. Huyệt dũng tuyền dưới lòng bàn chân. 3. Huyệt túc tam lý má ngoài bên cạnh đầu gối. 4. Huyệt thiên khu cách rốn hai thốn. 5. Huyệt tam âm giao bên cạnh bắp chân. Mỗi huyệt bạn có thể bấm khoảng 100 lần là đủ. 6. Đi bộ 6.000 bước. Đi bộ được xem là một trong những bài tập thể dục tốt nhất. Mỗi ngày bạn kiên trì đi bộ khoảng 6.000 bước, tương đương khoảng 3.000 mét là đạt yêu cầu rèn luyện sức khỏe. Theo giáo sư Quý, ông thường đi bộ bước nhanh, bước ngắn, tốc độ nhanh thay cho bước dài nhưng tốc độ chậm. Khi đi bộ cố gắng duy trì ổn định nhịp tim, nhưng không nên đi quá nhanh vì rất dễ làm tổn thương khớp. Tốt nhất là bạn nên đi bộ mỗi buổi tối. Nếu thời tiết xấu, bạn có thể đi bộ trong nhà. Những người ở độ tuổi 60 đến 70 có thể đảm bảo nhịp tim ở mức khoảng 100 lần sau khi đi tập thể dục. Khi đi bộ, bạn nên chọn giày thể thao thoải mái và nhẹ,
phần trên nên thoáng khí, ấm áp và không thấm nước. Đế phải có lót đệm, quần áo nên chọn loại vải thấm mồ hôi và chất liệu mềm mại, thoáng khí, loại quần áo chuyên để thể thao nhanh khô là tốt nhất. 7. Cứ 7 ngày mới nên tắm kỹ. Bạn có thể đang có thói quen tắm thường xuyên, nhưng lời khuyên dành cho bạn là không nên tắm quá kỹ hàng ngày. Trong khoảng 7 ngày, bạn nên tắm kỹ một lần, thời gian còn lại bạn chỉ nên tắm rửa đơn giản. Bởi nếu tắm quá nhiều, vô tình sẽ làm mất đi lớp bã nhờn bảo vệ bên ngoài da. Lớp này có tác dụng bảo vệ cơ thể vô cùng quan trọng. Cần lưu ý rằng, khi bạn vừa ăn no, không nên tắm, tốt nhất là nên chọn khoảng 1 giờ sau bữa ăn. Nhiệt độ của nước tắm nên vào khoảng 40 độ C và tốt nhất là không quá 20 phút cho một lần tắm. 8. Ngủ đủ 8 tiếng. 8 giờ ngủ mỗi ngày có thể giúp bạn phục hồi sức mạnh của cơ thể. Nếu ngủ quá ngắn sẽ không có lợi cho việc khôi phục lại các chức năng trong cơ thể về cả sức mạnh tinh thần và thể chất. Nếu thiếu ngủ quá lâu sẽ khiến cho não bộ hỗn loạn. Bạn nên duy trì ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm, 1 giờ ngủ hoặc nghỉ thêm vào buổi trưa, tuyệt đối không thức khuya. 9. Ăn no 9 phần. Mỗi bữa nên duy trì ăn theo nguyên tắc tối đa ăn no 9 phần, còn 1 phần để không gian rỗng trong dạ dày cho các cơ quan nội tạng hoạt động dễ dàng hơn. Không nên giữ thói quen ăn bữa nào cũng no. Bạn ăn đủ số lượng cần thiết và thực hiện bữa ăn đúng giờ, ăn nhiều rau, củ quả, thực phẩm nguồn gốc thực vật. Mất cân bằng trong chế độ ăn uống và mất cân bằng trong cảm xúc đều có thể kích thích dạ dày. Tất cả các loại cảm xúc vui buồn, lo lắng, tâm sự, chán nản, sợ hãi hay ngạc nhiên đều có thể tác động mạnh đến sức khỏe của lá lách, gan, dạ dày và các cơ quan khác, gây hại đến toàn bộ chức năng vận hành của cơ thể. 10. Nên cười 10 phút mỗi ngày. Mỗi ngày bạn cười 15 phút cũng tốt như việc bạn tập thể dục trong vòng 45 phút. Sự hình thành các căn bệnh trong cơ thể được cho là có liên quan nhiều đến yếu tố cảm xúc. Tức giận và trầm cảm có thể dẫn đến bệnh về gan do chức năng gan bị ảnh hưởng và hoạt động kém, dẫn đến ứ đọng và tắc nghẽn, cuối cùng gây ra các bệnh như viêm dạ dày và các bệnh khác. 11. Thở đúng cách đẩy lùi bệnh tật. Thở là một cách để lấy dưỡng khí nuôi cơ thể, đồng thời cũng để đẩy độc khí trong cơ thể ra ngoài thông qua hoạt động hít vào thở ra. Nửa triệu phế nang của phổi sẽ được nở ra qua hoạt động hít thở. Hoạt động này sẽ giúp oxy đi từ tiểu phế quản đến các phế nang thực hiện việc trao đổi khí. Oxy sẽ được khuếch tán vào trong máu để tạo năng lượng cho hoạt động sống của tế bào. Hầu hết chúng ta đều không để ý đến việc thở bởi công việc này được cơ thể thực hiện một cách tự nhiên, do vậy chúng ta không mấy quan tâm việc thở đúng hay thở sai. Tập thở đúng không chỉ nhằm lấy được nhiều oxy vào cơ thể, mà quan trọng là việc sử dụng hiệu quả nhất lượng oxy đã lấy được vào, từ đó giúp chống lại nhiều bệnh tật. Phương pháp thở đúng là 1. Thở bụng. Thở bụng giúp hấp thu nhiều khí vào cơ thể hơn là thở ngực, nhờ tác động hạ thấp cơ hoành để mở rộng thêm thể tích lồng ngực về phía dưới. Đồng thời thở bụng giúp tống khí ra mạnh hơn nhờ động tác dâng cao cơ hoành do thoát bụng. 2. Tốc độ thở. Hít vào và thở sâu mà chậm. 3. Tư thế thở. Nhắm mắt, tập trung ý thức vào nhịp thở để thư giãn tinh thần. 4. Thời gian thở. Có thể áp dụng thường xuyên và mỗi ngày dành ra 30 tập hít thở đúng kỹ thuật. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.